Chào các bạn đã đến với kênh Cá Cảnh Long Linh nhá. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cách mình cho ăn để luyện tập cho cá dạn nhá. Đây bể của mình đây là toàn bộ này là cá Việt hết này, chỉ có duy nhất là ba em cá tai goi là cá chung thôi, còn lại là toàn bộ là cá Việt. Có một vài em sai khủng, kia mình có hai em sai 6x. Mấy em này mình đang cố để luyện, rồi mấy em này dạn người chắc chắn là thời gian sẽ rất là lâu. Đó, nên là đó, rất là bự luôn. Em sống nhiều năm dưới ấy ao bùn rồi nên là luyện được nó rất là khó. Đó. Thì cái cơ bản mình muốn luyện cho cá của mình nó dạn thì cái phương án tốt nhất của mình trước mình có nói rồi, đó là nhịn đói. Ở đây cái của mình ở cái bể này thì mình cũng không cần nhịn đói đâu, nhưng mình toàn có lượng khá ít để mình luyện dần thôi. Một số con mình đã luyện nó quen, nó khá là dạn rồi, mình dùng bọn này để mình kéo, chỉ có cuộc kéo mấy em cá bự kia thôi để luyện cho nó dạn lên ăn trên tay được. Đấy, bình thường các bạn nhìn thấy là bình thường cá nó sẽ khá là nhát. Đây mình chưa cá do mình cố là gọi mấy em tai goi lên đó. Đấy, cho rằng tai goi sẽ lên đầu tiên đó. Thì tai goi rất là ham ăn, mình ở đây thì mình bán cá cho nên là mình bắt cá ra bắt cá vào rất là nhiều, nên là cá nó sẽ khá là sợ. Còn các bạn người ở nhà thì nó sẽ ăn nó sẽ đỡ hơn, nhanh hơn. Mình ở đây mình bắt ra bắt vào nhiều thì cá sẽ sợ, luyện rất là khó. Nhưng mà mình cố gắng luyện thì vẫn được thôi. Thứ nhất là mình luyện cho cá ăn ấy, thì mình chỉ cầm một ít thôi, vài hạt cám thôi. Mình đặt xuống nước. Thì mình có thể là mình vẫy nước lại để cho cá nó quen. Mình chỉ cầm cái mở tay thôi. Có thể mình không chọn nó cá mà ăn cái kiểu cướp ấy là mình không cho ăn luôn. Những con nào ăn bình tĩnh nhiệt tình thì mình cho ăn nhả bạt vài hồ thôi. Mình cứ cầm vậy thôi để cho nó quen cái việc ăn cái mở trên tay đi. Con nào mình cho thỉnh thoảng mình nhả một hạt ra cho chúng ăn thôi. Đấy, mấy con trai goi này cực kỳ dạn luôn, chính vì thế nó gọi là cá dẫn đàn đấy. Nếu có những con này thì những con khác nó sẽ lên theo đó. Nếu ban đầu các bạn mới mua cá về cá còn nhát thì các bạn cứ giữ cá mở tay này, nếu tầm độ 10-15 phút mà cá nó không lên ăn thì các bạn vứt bỏ cá thì không, tuyệt đối không được vứt cá ra, không được vứt cá ra bể. Thì cá nó ăn được thì nó không đói thì nó sẽ không đến với các bạn đâu. Cứ để cá đói thì nó sẽ phải đến với người thôi. Đó, mấy em đều tất cả cá Việt hết. Mà cá Việt càng lớn thì càng khó luyện. Đó. Đôi khi cá mà đông thì nó sẽ dễ kéo nhau lên hơn, nhưng mà ngược lại là nó sẽ để mình tạo cái nếp ăn nhẹ nhàng thì nó rất là khó. Vì khi nó cá nó đông thì nó sẽ tranh cướp nhau, nó sẽ không ăn bình tĩnh được. Nhưng cá nó có ít vài con nên các bạn cho ăn thì nó sẽ ăn điềm đạm. Đây, ở đây bể mình rất là nhiều cá nên là bọn nó phải cướp nhau, nên là có nhiều con nó vẫn kiểu quen ăn ở dưới ao bùn nên nó phải cướp. Thế nên là nó cái thói ăn của nó sẽ không được đẹp. Đó, mình nuôi ít thì nó sẽ ăn bình tĩnh hơn nhiều. Và mình kinh nghiệm của mình rồi, với bản chất về cái vấn đề dạn hay không dạn của cá ấy, nó không liên quan gì đến cá Nhật hay cá Việt đâu, mình đã nói rồi. Quan trọng là môi trường sống nó sẽ tạo nên tính cách của con cá thôi. Các bạn nuôi cá Việt từ bé, các bạn cho ăn như cá Nhật, cái chăm như cá Nhật thì nó cũng như dạn không khác gì cá Nhật cả. Mà cá Nhật các bạn thấy ao bùn thì nó cũng nhát cướp nhau như cá Việt, không khác cái gì cả. Mình đấy là mình nói về độ dạn thôi, còn về cái nào có giá trị riêng của nó, cá Nhật thì giá trị của nó nằm ở nguồn gen của bố mẹ, nó khả năng phát triển kích thước tốt và mảng màu tốt. Còn cá Việt thì do cái nguồn gen không được chọn lọc nên là nó xấu hơn, kém hơn. Đặc điểm trai goi là nó rất là ham ăn.
Đó. Mình cho cứ cho chúng nó mút tay thoải mái đi, mình nhả ít cám một thôi. Khi nào nó quen rồi thì mình cho tăng lượng cám lên. Mình ở đây mình chủ yếu là mình muốn kéo mấy em to bự kia lên này. Đấy, nó cũng khá là đói rồi nhưng vẫn chưa dám lên. Đó. Ở đây mình có hai em đó là một và em nữa thì màu của cha goi nên là hơi khó nhìn. Em ở đâu? Màu hơi khó nhìn. Hai em cái 6X khá là bự. Mình sẽ cố gắng trong một vòng khoảng độ 2 tháng mình để luyện cho cho nó lên năm được. Nghe thì cũng hơi vất, mình mấy em này mình bắt bán bắt ra bắt vào liên tục nên là cũng hơi khó. Còn khi nào có kết quả mình sẽ báo các bạn nhé, báo cho các bạn.